Tiếp tục là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, giá lúa hiện ở mức có lợi cho người nông dân nên bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng về việc là không nên xuống giống trà lúa đông xuân muộn ở những khu vực khó khăn về nước tưới, nông dân vẫn xuống giống. Ghi nhận tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cho thấy 10 ngày trở lại đây, độ mặn trên các sông đều vượt ngưỡng cho phép. Hầu hết các cống thủy lợi ở trên địa bàn huyện được đóng kín hoàn toàn để ngăn nước mặn xâm nhập. Trong vùng nội đồng, nguồn nước các kênh mương gần như khô cạn. Ngay tại các sông Long Phú, tuyến sông lớn dẫn nước ngọt từ sông Hậu về, cung cấp cho vùng sản xuất lúa đông xuân muộn khoảng 6.000 ha của huyện Long Phú những ngày này cũng cạn, như bà con vẫn xuống giống dù đã được khuyến cáo là có nhiều rủi ro. Thưa quý vị, nắng nóng khô hạn gay gắt cũng đang tác động tiêu cực đến hoa màu của nhiều hộ nông dân. Cá biệt có những hộ mất trắng vì thời điểm cho trái lại thiếu nước tưới. Và sau đây là ghi nhận tại Cà Mau. 7 công đất trồng khổ qua của ông Hồ Văn Mười đang cho trái nhưng đứng trước nguy cơ thất thu vì không có nước tưới. Ông Mười cho biết nếu như những năm trước đây thời điểm thu hoạch đến hết tháng Giêng âm lịch, sản lượng 4 đến 5 tấn, lợi nhuận từ 50 triệu đến 60 triệu đồng, thì năm nay do ảnh hưởng của hạn hán, khổ qua mới thu được khoảng 1 tấn. Bị cái dạng khô nước thì không đủ nước tưới, dây hổ qua héo gũ, nhưng cứ già nó không còn ra trái được nữa, với phần sâu không có nước, không có xịt thuốc được. Với ba con gùi á là nó đục trái là mình không có xịt, không có nước để xịt thuốc được. Thành ra nó hư. Ấp Đòn Rông có 80 hộ trồng hoa màu với diện tích khoảng 33 ha. Trước đó địa phương đã thông tin về những tác động của El Nino đến người dân để chủ động sản xuất. Tuy nhiên theo thói quen xuống giống hàng năm nên nhiều hộ bị ảnh hưởng. Điều đáng nói là thời điểm này một số nơi các tuyến kênh còn không thể tưới nước cho hoa màu do nhiễm phèn nặng. Nước bây giờ á, giờ đã khô sắc, phèn hực thì nắng lên thì nước nó nóng là mình không thể nào tưới được. Tưới lên càng ngày nó càng hư gì đó. Nó xị phèn lên nước, tưới lên bờ là đất á. Là nó xị phèn lên là nước nó đất nóng lên là đầu càng chết thêm. Bà con cũng có biết nhưng mà ta không hiểu rõ là El Nino là như thế nào. Thế cho nên cái người dân thì họ làm theo cái cảm tính người ta thôi, coi như là tới vụ tới mùa thì họ sẽ bắt đầu làm. Để chuẩn bị cho vụ màu tiếp theo, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau khuyến cáo bà con nông dân chủ động hơn trong sản xuất, trong đó quan tâm hơn đến những thông tin dự báo của ngành chức năng. Khuyến cáo thông báo lịch thời vụ từ địa phương để chuẩn bị cây con giống phù hợp với thời điểm, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế rủi ro trong sản xuất. Bây giờ là chúng ta là vệ sinh miếng rẫy, dọn dẹp tàn dư thực vật, sau đó là chúng ta cuốc, xới đất, phơi ải, chúng ta rải vôi, và khi mà mùa mưa đến thì chúng ta trồng đấy. Trước khi trồng thì chúng ta là rải vôi, và chúng ta rải cái nấm trico độc ma để mà vừa khử bệnh mà cũng vừa là để phòng trừ một số nấm bệnh ở trong đất. Hạn hán tác động trực tiếp đến năng suất mùa vụ của người nông dân. Thực tế trên đòi hỏi sự chủ động trong sản xuất của bà con. Đồng thời, cơ quan chức năng chính quyền địa phương cần tăng cường nâng cao tính hiệu quả của công tác tuyên truyền. Mặt khác, hướng dẫn các mô hình định hướng cây trồng vật nuôi phù hợp để bà con nông dân linh hoạt vận dụng trong sản xuất. Thưa quý vị, là từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, ô tô qua trạm BOT Bến Lức cửa ngõ quan trọng vào miền Tây sẽ phải chịu mức phí là 30.000 đến 175.000 đồng mỗi lượt, tức là tăng 5.000 đến 10.000 đồng so với mức cũ, theo quyết định điều chỉnh phí dịch vụ dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830 và 824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Ô tô thuộc hộ kinh doanh có địa chỉ trụ sở chính nằm ở phạm vi dự án sẽ có mức vé đã niêm yết, nhưng vé tháng và vé quý sẽ được giảm so với thông thường. Riêng ô tô thuộc hộ không kinh doanh có hộ khẩu thường trú trong phạm vi dự án sẽ được miễn phí qua trạm. Dự án BOT Bến Lức dài 24 km, rộng 17 m, 4 làn xe, xây mới 8 cầu. Trên tuyến có 2 trạm thu phí thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức và xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa. Tổng kinh phí dự án là hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện mỗi ngày có khoảng 7.000 lượt xe qua trạm. Theo chính quyền Long An, hiện nay tình hình kinh tế xã hội đã ổn định, việc tăng giá vé sẽ rút ngắn thời gian hoàn vốn dự án xuống còn 17 năm 7 tháng, giảm 7 tháng so với mức cũ. Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay ngày 29 tháng 2 ở miền Bắc và miền Trung ít biến động, trong khi đó thị trường lợn hơi miền Nam lại biến động nhẹ 1.000 đồng 1 kg.
Theo đó, chỉ có Vĩnh Phúc tăng nhẹ 1.000 đồng, đưa mức giao dịch lên giá 56.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại vẫn giữ mức giá lợn ngày hôm qua. Thị trường lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên chủ yếu đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, hầu hết các địa phương vẫn thu mua quanh ngưỡng 55.000 đồng 1 kg. Chỉ có thương lái Lâm Đồng giao dịch giá lợn về ngưỡng 57.000 đồng 1 kg, sau khi giảm 1.000 đồng, ngang bằng với Bình Thuận. Thị trường lợn hơi miền Nam tăng giảm trái chiều so với ngày hôm qua. Trong đó, sau khi giảm 1.000 đồng, thương lái tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu giao dịch lợn hơi về khoảng giá 56-57.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá lợn tại Vĩnh Long, Long An, Hậu Giang và Tiền Giang lại tăng 1.000 đồng, thu mua lên khoảng 56-57.000 đồng 1 kg. Còn giá tiêu ngày hôm nay tăng mạnh thêm tới 1.500 đồng 1 kg. Hiện thị trường hồ tiêu trong nước giao dịch lên ngưỡng giá là 92.500 đồng đến 95.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Đắk Lắk, Đắk Nông tăng thêm 1.000 đồng giao dịch lên giá là 94.500 đồng 1 kg. Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay tăng 1.500 đồng lên mức 93.000 đồng 1 kg. Đồng Nai, thương lái thu mua với giá 92.500 đồng 1 kg. Sau khi tăng 1.500 đồng, giá hồ tiêu mới nhất tại Bà Rịa, Vũng Tàu đạt ngưỡng 93.500 đồng 1 kg, tăng mạnh 1.500 đồng. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán là thời điểm nông dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bắt đầu thu hoạch rộ hành tím thương phẩm. Ở vụ hành năm nay, bà con đã xuống giống trên 5.400 ha, đến nay đã thu hoạch được khoảng 4.000 ha. Nhờ thời tiết thuận lợi, không có mưa trái mùa và sâu bệnh giảm, nên hành tím phát triển tốt cho năng suất bình quân trên 18 tấn một ha. Anh Lý Bồ Dươi ở ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải có 7 công hành tím, đang thu hoạch với tổng sản lượng khoảng 14 tấn. Anh cho biết năm nay nhờ ứng dụng phân hữu cơ nên hành tím phát triển tốt, củ chắc, màu sắc đẹp, sản lượng cao hơn 30% so với vụ trước. Sau khi trừ chi phí, ước tính anh có lợi những khoảng 20 triệu đồng một công. Khi mà tính ra cái năng suất thì năm rồi thì khoảng được tấn mấy à. Tấn mấy năm nay để mà tính ra thì chắc có thể là đạt khoảng 2 tấn. Thấy thời tiết năm nay thì nó đạt hơn, mình xài cái phân hữu cơ hình như nó hạp ít sâu hơn. Nó đạt hơn cái mỗi năm thì nó ra thì năm nay cũng rất là phấn khởi, mình xài nhờ xài cái phân hữu cơ nó đạt chuẩn hơn. Hiện nay giá hành tím trên thị trường dao động từ 10.000 đến 16.000 đồng 1 kg, trung bình bà con có lợi nhuận từ 10.000 đến 12.000 đồng 1 kg. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, tình hình tiêu thụ hành tím của bà con nông dân khá thuận lợi do các doanh nghiệp trên địa bàn đang tập trung thu mua. Đồng thời, ngành kinh tế cũng hỗ trợ kết nối đến chợ đầu mối tại các tỉnh, các đơn vị vận chuyển qua các kênh bán hàng thương mại điện tử và kết nối với các siêu thị ở một số tỉnh thành để tiêu thụ sản phẩm hành tím. Để nâng cao cái giá trị gia tăng đó thì chúng tôi cũng đang khuyến cáo bà con, cũng như vận động số doanh nghiệp thì chế biến cái hành tím của Vĩnh Châu, chế biến thành cái hành phi, rồi hành tẩy vỏ, cũng như là cái hành sấy khô theo cái hướng là sấy lạnh đó, để đảm bảo bảo quản được cái sản phẩm. Và cái bên cạnh đó thì vấn đề mà hiện nay chúng tôi đang đề xuất tỉnh thì hỗ trợ cái hướng là giúp cho bà con cũng như một số doanh nghiệp là xây dựng một số cái kho lạnh để bảo quản cái hành tím sau thu hoạch. Cùng với các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ, kết nối đầu ra cho nông dân, ngành chuyên môn thị xã cũng tăng cường khuyến cáo nông dân trồng giải vụ, sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất, ứng dụng một số công nghệ để giúp nông dân giảm chi phí, nhân công lao động, đồng thời cùng tăng cường xúc tiến hỗ trợ các hợp tác xã để kết nối nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu lớn đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho nông dân, cũng như hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm hành tím Vĩnh Châu.